Chào mọi người, chúng ta cùng điểm qua xem trước thiết kế Honda City 2021 HX sắp cập bến Đông Nam Á nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh giúp kênh có động lực làm nhiều video hay hơn nữa nhé mọi người. Sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng, Honda City HX thế hệ thứ 5 chuẩn bị quay trở lại tại một vài thị trường nhất định. Honda City 2021 quay lại sử dụng dáng xe HX như trước kia. Bởi lẽ từ sau khi khai tử biến thể HX thì các phiên bản sedan mới chính thức được phân phối. Theo đó, Honda City HX 2021 sẽ là phiên bản 5 cửa cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Accent HX ở một vài thị trường nhất định. Xe không phân phối đại trà ở nhiều thị trường như Honda Ya, thay vào đó sẽ nhắm vào các thị trường mới nổi. Theo dự đoán, các thị trường mà Honda City HX bán ra có thể là khu vực ASEAN và Mỹ Latin. Trong khi đó, thông tin từ nhà sản xuất Honda cho biết sẽ kéo dài vòng đời của mẫu xe Ya ở thị trường Ấn Độ để giữ thị phần. Nhìn từ trực diện, Honda City HX trông khác gì mấy so với bản sedan nhờ diện mạo bảnh bao, sắc sảo trong từng chi tiết, chính diện vẫn là nẹp cờ rồng sáng phốt lên cao nối liền cùng đèn pha mô phỏng lối thiết kế hình cánh chim quen thuộc. Bên dưới, bộ khuếch tán của xe mở rộng và hốc hút gió hai bên có thiết kế kiểu mang cá góc cạnh, nhô ra to lớn, nhìn chung từ đầu xe cho đến hết cột bi, phiên bản 5 cửa của Honda City không khác gì so với bản 4 cửa. Thay vì có khoang hành lý nhô ra, chiếc hatchback có phần cửa cắt thẳng từ trên xuống để tạo dáng vẻ đuôi cụp, cùng đèn hậu thể thao với dải led cấp khúc lan rộng ra thân xe là điểm khác biệt thứ hai giữa bản 4 cửa và 5 cửa. Bên trong, khoang cabin xe được bày trí hiện đại, mới mẻ hơn khi sử dụng vật liệu da cao cấp phủ trên bề mặt táp lô. Bảng điều khiển trung tâm này được thiết kế tinh gọn hơn với cấu trúc bậc thang là mắt và chỉ bố trí một dàn nút bấm, các thao tác khác đều điều chỉnh ở màn hình cảm ứng. Nhựa bóng và các chi tiết ốp kim loại cũng xuất hiện nhiều hơn giúp tổng thể khoang lái trở nên sang trọng, tinh tế hơn hẳn, các cửa gió điều hòa cũng có xu hướng đặt dọc thay vì kiểu nằm ngang như trước kia. Vô lăng xe mang đến cái nhìn quen thuộc khi có thiết kế ba chấu khá giống Honda Accord, bao quanh xe là các đường chỉ may tương phản giúp chiếc xe cao cấp, hiện đại hơn, tiện nghi cao cấp với nhiều công nghệ mới. Honda City HX 2021 sử dụng hệ thống điều hòa chỉnh tay hoặc tự động điều khiển bằng cảm ứng giúp phân bổ luồng khí mát, cùng với đó là cửa gió cho hàng ghế sau giúp người phía sau không cảm thấy vi bách. Màn hình cảm ứng của xe có kích thước lớn 8 inch cho bản S5 và RS thay vì chỉ 6.8 inch như những đời trước. Ngoài ra, bản RS còn có hệ thống Honda Connect bao gồm Security Alarm, chống trộm bằng chuông cảnh báo, MiService, tích hợp các dịch vụ bên trong xe, The Driving Behavior, kiểm soát hành vi người lái bằng cách nhận diện vô lăng. I3D Alignment, hệ thống túi khẩn cấp khi xảy ra tai nạn, Remote Vele Control khởi động xe từ xa, FamiCa hỗ trợ tìm kiếm xe ở bãi đổ, hệ thống Wi-Fi phát mạng để truy cập web, lướt web. Hệ thống GE Open and Service Unlock định vị, ngoài ra, xe còn có đàm thoại rảnh tay, radio, kết nối Apple CarPlay, kết nối smartphone, ra lệnh bằng giọng nói trên Siri, USB, Bluetooth. Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, dàn âm thanh 4-8 loa. Honda City HX 2021 sử dụng động cơ xăng với hai lựa chọn gồm tăng áp 1,0 lít 5 tích turbo và 1,5 lít i5 tích hút khí tự nhiên. Trong đó, động cơ tăng áp sẽ đi cùng với hộp số vô cấp 105T còn động cơ hút khí tự nhiên sẽ đi chung với số sàn 5 cấp và 105T. An toàn. Trước đó, nhiều nguồn tin dự đoán Honda City thế hệ thứ 5 sẽ có hệ thống Honda Sensing, tuy nhiên hiện tại xe chỉ có các tính năng như 2-6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống ổn định thân xe 5SA, camera lùi, cruise control chỉ có trên bản RS, ghế trẻ em, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, phân phối lực phanh điện tử EBD. Kết luận. Hiện tại ở Việt Nam, Honda City là một trong những chiếc sedan hạng B bán chạy nhất phân khúc. Dù sức hút của biến thể sedan chưa hề sụt giảm, nhưng việc Honda đưa thêm bản hatchback vào để nước ta cũng là một phương án lý tưởng để tăng nhiệt chạy đua so với các đối thủ trong giai đoạn tới.